Thì được thu hoạch thì lá nó cũng xuống mọi người. Nay thì sau khi bón phân 10 ngày thì bắt đầu lá nó đã xanh bóng lại rồi. Rồi, xin chào mọi người nha. Rất vui gặp lại mọi người trong video lần này. Thì video ngày hôm nay mình đi thăm lại cái vườn mít sau khi phục hồi khoảng được gần 10 ngày mọi người. 9-10 ngày đó. Thì được rồi, mình có gãi cái hữu cơ 007 với Bumax cho ban đó mọi người. Hôm nay mình đi thăm lại với mình sẵn mình tưới nước cho nó mọi người. Hôm nay thì cứ ngày 2 ngày tưới 1 lần. Thì giai đoạn này cũng nắng nhiều mọi người thì nước cũng rất quan trọng. Mà khi mình gãi phân bón phân mà không tưới nước thường xuyên giữ độ ẩm nó thì cây cũng không hút được dinh dưỡng. Này cây dừa dâu mọi người, trồng cây để mình uống thôi. Chưa có trái nữa, lâu có trái hơn những dừa khác. Đây là bếp gì ta, bếp con bọ hả mọi người, bếp bọ hả, bếp chuồng gì đó quên này. Này có mấy trăm đồng bếp á, thì đủ được đủ cái áp suất của nó thì nó cũng mạnh lắm mọi người. Con này chưa đủ áp suất thôi, tưới gốc dừa này thì cỡ vậy cũng được rồi. Thì vườn mình gắn cũng nhiều bếp lắm, tùy cây mình gắn bếp khác nhau mọi người. Giống như vườn mai đi, cái mai thì mình gắn những cái bếp chống côn trùng này, có bù áp 40 đến nước giờ này thì nó phù hợp rồi mọi người. Mình để chăm phân này kia luôn thì nó tiện. Còn mít đây, đây là cái cây mít mà mình hồi xưa mình có làm là cái cách để trồng mít cho nó mau phát triển mọi người. Thì là mình quay cây này đây, rồi cái cây mà nó bị gió gãy ngang tét làm đòi gãy ngang mình cưa sát gốc cũng là cây này. Bây giờ thì nó lớn lên tược và nó to như vậy rồi. Được rồi, mình đã cũng cắt nó được 3 trái đây mọi người. Đây nó gãy ngang mình cưa ngang á thì nó lên trở lại, nó lên được 3 nhánh bự. Đây, lên được 3 nhánh bự rồi, cũng đã để trái nó được 3 trái rồi, mau lớn lắm mọi người, tàn phủ phê luôn. Thì sau khi bón hữu cơ rồi này nó lá nó xanh mướt mọi người, đọt thì nó cũng đi đều rồi. Hôm nay mình cũng đi gắt 3 cái tược, tược chồi nó ra rất nhiều, tại mình dự tính là tới tháng 2 mình mới bắt đầu xử lý làm bông cho nên mình gắt bỏ hết mọi người. Đây là bếp bếp mình hay nói đây, bếp BS 5000 plus 90 lít nước giờ, đủ áp suất nó thì nó cũng rất là mạnh mọi người. Bán kính đường kính nó phun tới 5 mét lận. Đây cái dừa trồng một lượt với cái dừa dâu, nhưng mà dừa này đã ra trái rất là nhiều buồn rồi, dừa dâu chưa ra trái nào hết. Đây thì mình gắn nguyên clip này toàn bộ là BS 5000 lít hết mọi người, cho đủ cái lượng nước cho nó đó. Đây ha. Này bờ đê mình chỉ đi có một hàng cây thôi, cũng khá dày mọi người. Đây cách cây có khoảng 2 mét à. Thì được rồi, cái clip này cho thu hoạch trái rất là ổn mọi người. Trái toàn là trái to, to trái bự không à. Rất là tốt. Thì được rồi, thu hoạch thì lá nó cũng xuống mọi người. Nay thì sau khi bón phân 10 ngày thì bắt đầu lá nó đã xanh bóng lại rồi và đọt bắt đầu nó đi đều rồi. Thì khoảng 5 ngày nữa mình sẽ cho bón đọt tới 10, đọt nó đang búp búp nè. Đang bắt đầu nó búp như vậy á thì mình bắt đầu mình sẽ cho đi cái bộ mà buông đọt á, những cây buông đọt hởm mình có đưa lên đó. Của thằng Yasuni đó là 20-26 với 30-29 mọi người. Để cho một gốc là từ 150 đến từ 100 đến 150 g tùy cây. Tùy cây tốt hay là cây không tốt á mình sẽ bón. Thì cái vườn bên kia của ông cậu thì có bị xì mũ cũng 5-6 cây mọi người, cũng rất là lo. Thì xì mũ này nó lây mọi người, vườn kế nhau nguy hiểm lắm. Đây mọi người coi là
sau 10 ngày thì cái dàn lá nó đã xanh bóng lên rồi. Da bắt đầu nó răng. Răng nó đang sung lại mọi người. Thì mọi người theo dõi xuyên suốt cái kênh của mình thì sẽ biết được, sẽ quay nhìn cái bờ đê này sẽ rất là quen thuộc. Thì mình quay cũng khá là nhiều từ lúc nhỏ cho tới bây giờ luôn. Mà cái bờ đê này thì cho trái rất là đạt, trái to không? To tròn đẹp. Tưới nước đi, không tưới thì cũng mỗi lần tưới phải đi kiểm tra thăm này kia mọi người. Giống như trang này đây, nó sẽ bị vướng lại, nó sẽ không có bung đều được. Mình phải đi kiểm tra thăm thường xuyên, những bét nào nó hư hỏng đó, mình phải thay. Đây mình có đem dụng cụ bét theo thay mà. Nào, hư mình phải thay hết. Thì tình hình tới bây giờ không thấy mưa thì có khả năng là đợt này sẽ có hạn mặn mọi người, cho nên là bắt đầu mình phải tính đến trường hợp là trữ nước mọi người, là phải trữ nước rồi này kia, chuẩn bị lên sình đủ thứ hết. Thì đợt hạn mặn đợt rồi thấy thiệt hại khá là lớn, cho nên là phải có rút kinh nghiệm mà mình chuẩn bị trước mọi người. Cây nó đã đi lá là nó xanh mướt lại hết rồi. Thì bữa nữa mình sẽ đi cái bộ dưỡng cây là đi nuôi đọt đó, thì nó sẽ cây sẽ phục đọt đều. Cái hệ thống tưới này nó cũng có cái nhược điểm, nó là cái bé tưới này nó cũng có nhược điểm nha mọi người, tức là nó bắn phân, nó dạng như là nó xả phân nó chậm, nó làm tan phân chậm lắm mọi người. Thì nó là bắn dạng giọt mưa mà nó nhuyễn bung đều á, ướt đều hết, cho nên nó xả phân rất là chậm. Có thể là tưới mấy cử nó mới tan hết phân mọi người, nhưng mà được cái là nếu mà mình đưa vào hệ thống mình chăm phân á lại rất là tiện. Đưa hệ thống chăm phân tự động đó thì nó sẽ bung phân đều liếp luôn, nó không có bị chảy tràn nước giống như là bét ốc vít. Ốc vít thì lượng nước nó ra rất là nhiều quá, cho nên sẽ chảy tràn luôn. Thì gần đây là cái cây mà đợt mình để 5 trái nè mọi người, thì cũng cắt được thu hoạch hết được 4 trái, còn một trái thì nó bị chín và nó rụng mọi người. Chín rụng thì nó đã đi ăn luôn. Nhưng mà cây mình để qua mấy kinh nghiệm mình bị xì mũ mít, bị xì mũ chết luôn rồi, thì mình để ý là khi mà cái cây mà cho mang trái nhiều á mà mình đi dinh dưỡng nó yếu là cắt trái xong là khả năng nó xì rất là cao mọi người. Mình cũng đã để ý mấy cây rồi, 3 trái 4 trái một cây so với cái sức của nó mà mình bỏ, mình đi phân ít hoặc là ít chăm sóc nó đó, ít chăm sóc đi phân cho nó thì sau khi cắt trái xong là bắt đầu nó sẽ dấu hiệu xì liền. 10 cây thì chắc khoảng 6-7 cây nó sẽ xì á, đó là mình thấy như vậy. Cho nên là để đừng sợ mọi người, đừng sợ để trái nhiều thì phải đưa cái cách chăm sóc nó riêng mọi người, y chang như là phụ nữ mang thai mà sinh đôi á, thì cái chế độ chăm sóc dinh dưỡng nó phải khác là mang thai một đứa mọi người, thì cái trọng y chang vậy thôi. Rồi thì tới đợt mình rải bộ phân mà nuôi cây đi đọt á, mình sẽ làm cái clip để chia sẻ với mọi người. Đây là cái dàn lá đã sung lại mọi người, hổm thì nó xuống lá mà khá nhiều. Sau khi bón hữu cơ 07 bô mát được gần 10 ngày thì bắt đầu dàn lá đã sung lại, đọt bắt đầu nó búp rồi, búp bự nhiều rồi. Rồi, cảm ơn mọi người theo dõi video nha.
Hẹn gặp mọi người ở video lần sau.